Thùy Dương xin kính chào quý vị nha. Lâu quá rồi á, Thùy Dương không có hát tặng bà con phải không? Hôm nay Thùy Dương hát bài này tặng quý vị nha. Khoan, nghe hết rồi hãy ném gạch ném đá. Nhưng mà trước tiên hãy nhấn cho Thùy Dương cái like trước cái đã. Rồi sau đó lụm gạch lụm đá ném cũng được, liền cho Dương cũng được, không sao hết. Mà làm gì làm từ từ nha không? Quý vị lâu rồi, quý vị đâu có nghe Thùy Dương hát nhạc này phải không? Bây giờ thì Dương hát bài bài Vàm Cỏ Đông cho bà con nghe nha. Có ai dị ứng với bài này không? Dị ứng thì lấy cái thuốc uống vô đi. Rồi từ từ Dương nói cho mà nghe nha không? Để bà Tám nói cho mà nghe, nhưng mà trước tiên thì bà Tám hát trước cái đã. mời quý vị bà con nghe giọng bà Tám miền Tây sông nước hát nè. Ở từng sông Hồng em có biết, quê hương anh cũng có dòng sông. Anh mãi gọi với lòng tha thiết, Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông ơi ơi Vàm Cỏ Đông ơi ơi dòng sông nước xanh biển biết chẳng đổi thay dòng. Nó vô nè, nó vô khúc này nè. Đuổi Pháp đi rồi nơi đuổi Mỹ xâm lăng, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Ơi ơi Vàm Cỏ Đông ơi hỡi dòng sông, có anh dịch cứu lộn, có anh du kính dũng cảm kiên cường, lẫn ánh trăng mờ băng lửa đạn qua sông, giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương, giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Thôi nghe nhiêu đó thôi, có ai muốn ói chưa? Ói thì lấy cái tô hứng nha hôn, đừng có ói tùm lum, mất công lao cực lắm. Tại sao Dương hát cái bài này bà con biết không? Trong cái bài này nó có cái câu gì quý vị? Tôi biết, chơi mà đánh tôi là tôi chữ nó chẹo, đừng nói sao tôi chữ nó sao su nha. Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng. Trời đất cơ, bà con có biết không, sau khi mà tôi coi một cái video clip là tôi nghĩ tới phải tìm một cái bài hát nào mà tụi Việt Cộng nó có những cái câu này. Có một cái bài nữa mà bất thình lình tôi quên cái tựa đề rồi, nó cái câu gì mà giặc Mỹ xâm lăng gì đó rồi hả, hình như tiếng chạy chân sóc bom bo phải không? Không nhớ nữa. Thì bây giờ lụm được cái câu này để đưa vô nhá. Rồi sao? Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, giặc đi đời giặc sông càng xanh trong. Sông có xanh không? Sông có trong không? Hay là dòng xanh đen thui thùi lùi? Hay là dòng xanh đầy những cái con vật chết trôi nổi lình bình ở trên đó? Hay là hay là cái ấy nó trôi lình bình, con chó nó chạy vòng vòng theo? Ok, nhưng mà cái nội dung chính á, là cái vấn đề cái câu này nè. Đuổi Pháp đuổi Mỹ xâm lăng nè. Trời ơi quý vị ơi, bà con ơi, bà con có thấy cái câu, thấy cái video này quý vị nè. Cái video này bà con coi thử coi cái video này người ta đang đi đâu vậy? Mấy cái người này đang đi đâu vậy bà con? Người ta đang xếp hàng để người ta chuẩn bị đi qua Mỹ giải phóng nước Mỹ nữa đó bà con, ngầu không? Trời ơi, ngày hôm nay 48 năm người ta tiếp tục đi qua Mỹ đi giải phóng tiếp. Mà đi giải phóng thì cứ lên máy bay mà đi thôi, chứ tại sao phải xếp hàng? Tại sao sáng phải dậy sớm đi xếp hàng chi? Bây giờ nước Mỹ qua bên đó đi giải phóng đi, ông Biden ông làm tổng thống Mỹ, bây giờ kinh tế nó xuống dữ lắm rồi. Phải không? Những năm về trước một gallon là tức là 3,8 lít xăng, chỉ có 2 đô mấy thôi, bây giờ là hả? Một gallon nó bằng hả? 5 đô la rồi. Bây giờ là bây giờ dân Mỹ còn dân Việt Cộng cần dân Việt Cộng sống với chế độ Việt Cộng gì đó, dân Việt Nam sống với chế độ Việt Cộng đi qua giải phóng nước Mỹ. Đây là hình ảnh gì bà con?
Ôi ôi, đi qua chuẩn bị, đi qua giải phóng nước Mỹ lần nữa đó. Bà con cô chú bác ở bên Mỹ chuẩn bị tinh thần nha không? Họ đi qua Mỹ giải phóng nước Mỹ lần nữa là quý vị không biết chạy Nemo luôn đó. Trời ơi, nó toàn dân miền Nam chung sức chung tay đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược. Hay không? Đó, quý vị coi một số cái tờ báo Việt Cộng nó viết nè, đuổi Mỹ xâm lược đó, rồi sáng tác nhạc nữa quý vị. Mà đây là hình ảnh gì đây bà con? Có ai đoán được không? Nói hả? Thì Dương nói nghe thấy mắc ghét quá Dương. Dương nói mày đặt Dương chề chề nữa. Dương nói bình thường được không? Dương không chề được không? Bình thường Dương không chề, Dương cũng đã bốn thấy mụ nậu rồi. Bây giờ Dương chề Dương bốn xấu quá Dương ơi không? Giỡn giỡn tí xíu. Đừng có quạo với Thùy Dương nha bà con. Đố bà con á, trong cái số người mà bà con thấy trong cái video á, bao nhiêu phần trăm họ là những người lao động bình thường đi qua bên Mỹ lao động? Ủa mà quên nữa, họ đi giải phóng mà phải không? Dạ, nói chứ thì những nói chuyện bình thường là không ghẹo nữa ha. Có nhiều người coi video này nè, họ nói trong đây á, chừng khoảng là 10% là những người đi qua Mỹ làm việc hoặc là đi qua theo cái diện đoàn tụ gì đó thôi. Còn cái số còn lại á, là những người có gì nguồn gốc là tư bản đỏ. Họ có nghĩa là sao anh chị? Họ có tiền để mà họ bây giờ họ chờ Mỹ phỏng vấn để mà có visa để mà qua Mỹ đó, thì họ đem tiền đi qua bên đó đó, họ mua nhà mua cửa, họ sống ở bên đó, họ lấy tiền qua bên đó để họ mua nhà bên đó, họ ở bển. Mà cái vấn đề mình nói ở đây á, là gì anh chị thấy được cái bản chất của Việt Cộng không? Gần như á, là ngày hôm nay á, là phía lãnh sự quán của Mỹ á, tại Sài Gòn không có ngày nào á, mà không có người đứng ở đó, mà thậm chí là đứng rất là đông, mỗi ngày mỗi đông dần. Có nhiều người ghẹo đó là ngày xưa đừng có đánh đuổi Mỹ, hiện giờ nó chỉ cần hả mua vé máy bay á, là ra máy bay là đi thôi. Đuổi Mỹ làm chi rồi giờ hả đứng xếp hàng thấy mụ nội. Mà đúng thiệt, những người sống trong chế độ cũ á, giờ họ vẫn còn sống mà. Họ nói ngày xưa mà cầm cái passport của Việt Nam Cộng Hòa đó đi hả, chỉ cần xin có 3 phút đó, là được cấp visa để đi rồi. Còn giờ đó nộp hồ sơ vô chờ nó kiểm tra hồ sơ, nó xét duyệt hồ sơ xong rồi đó, sau đó nó mời lên phỏng vấn. Phỏng vấn xong rồi ngồi chờ tiếp để cho nó có câu trả lời là mình có đi được hay không. Mình đi được thì mình đi à, còn mình không đi được nó nói cái lý do là này nọ nọ kia, rồi bắt đầu hả là hồ sơ của mình bị bác, thế là mình phải nộp lại. Mà có những người á, bác đơn hoặc là vì lý do này lý do kia nó cấm luôn, nó đóng luôn cái hồ sơ của mình mười mấy năm trời, và mình phải chờ luôn mười mấy năm trời để mới có thể là hồ sơ được mở lại và lại tiếp tục chờ để được phỏng vấn, để được cấp visa. Có mất thời gian không? Đâu có phải dễ đâu quý vị, đâu phải là muốn đi qua Mỹ là đi đâu. Đâu phải là muốn qua bên đó là giống như mình đi chợ, ra chợ mua con cá, mua cái đường đâu. Mà ngày xưa đó, dân của mình, dân miền Nam đi qua Mỹ dễ. Cái passport đó, cái sổ mà gọi là cái sổ thông hành đó, đi nó dễ lắm. Còn ngày hôm nay mình đi, anh chị thấy nó khó khăn chưa? Khó khăn vô cùng. Vậy đi, vậy chứ mà đi được, giờ thì đứng xếp hàng chờ cũng vậy đó. Mong, tao nói về mà tao nói hả, đốt nhang cầu nguyện cho con được visa đi qua Mỹ đi. Vậy chứ mà đi qua bên đó được là bắt đầu quay cái miệng về, bắt đầu nói rằng ở Việt Nam sướng hơn, ở Mỹ hả, cực khổ lắm. Tại sao? Qua tới Mỹ, mình đã xác định mình đứng trước cái lãnh sự quán của Mỹ á, để mà mình phỏng vấn, để mình xin visa là mình đã phải chấp nhận là qua bên đó sống cực rồi. Tại vì qua bên đó cái gì mình cũng tự làm hết á, không có ai làm giùm mình hết á. Ngay cả quần áo, ăn uống, cơm nước, đồ mình cũng phải tự làm hết, không có ai chăm mình hết á. Không có ai lo lắng cho mình hết á. Vợ có công việc của vợ, chồng có công việc của chồng, con có công việc của con, ai có công việc của người nấy hết. Mà quen cái lối sống mà có người khác chăm sóc cho mình ở Việt Nam rồi thì ở Việt Nam đi, qua Mỹ không ai chăm sóc cho đâu. Đó, nó là vậy đó. Bây giờ ở bên Việt Nam có người hầu kẻ hạ, mà bây giờ thấy ở Việt Nam ra đường tai nạn giao thông, không khí môi trường đồ nó dơ bẩn đồ, ăn không an toàn qua Mỹ.
là cái sẽ thất vọng lắm, tại vì quen cái lối sống được chăm sóc, được hầu hạ dân tới tận miệng rồi đó, thì qua bên Mỹ bị sốc dữ lắm. Những người nào mà quen cái lối sống công tử tiểu thư đó là nên đừng có đi Mỹ. Cái xứ Mỹ cho ta rất là nhiều cái giá trị mà nó chỉ cho những cái con người gì anh chị, họ đi làm, đi lên bằng cái đôi bàn tay của họ, bằng cái khối óc của họ, chứ không đi qua bên đó để cho người ta hầu hạ mình. Có tiền đi chăng nữa cũng không dám mướn người về đâu, tại trả người ta một tháng tệ lắm cũng 4-5 ngàn đô đó. Tự nhiên bây giờ bên Việt Nam trả có 5-6 triệu, qua bên Mỹ trả người ta 4-5 ngàn đô để có người về họ giúp, mà họ giúp thôi chứ họ không ở lại, họ hầu hạ giống như người lao động ở tại Việt Nam đâu. Mà cái khổ vậy đó anh chị biết, qua bên Mỹ đó nó không có ai hầu hạ cho hết, vậy mà thích đi lắm, không thích ở Việt Nam. Vậy mà Việt Cộng vẫn chưa thôi cái luận điệu tuyên truyền 48 năm qua hả, toàn dân đã có công để mà hả chống Mỹ xâm lược, chống Mỹ xâm lăng. Rồi bây giờ chống Mỹ xâm lược, chống Mỹ xâm lăng mà bây giờ làm sao giải thích được cái chuyện mà tại sao người dân Việt Nam đó, ngày hôm nay người dân Việt Nam dưới chế độ nào? Dưới chế độ Việt Cộng đó, họ đang đứng đầy nghẹt ở trước lãnh sự quán của Mỹ nè. Ta nói ở đâu cũng có người đứng hết đó. Lãnh sự quán của Mỹ hay là của Pháp hay là của Na Uy hay là của Đức đồ, là đi đâu cũng có. Bây giờ người ta muốn đi mà, tại Đài Loan cũng vậy, Trung Quốc cũng có nữa, đâu nữa. Bây giờ là đi tới những cái lãnh sự quán của những quốc gia là có người Việt đứng chờ hết đó. Chờ để làm gì? Một là đi định cư, đi ra nước ngoài ở luôn đó. Hai là đi lao động. Mà cái số người á mà đi định cư thì nó ít, mà đi lao động là nhiều, nhiều lắm. Cho nên hàng năm á, cứ mỗi lần tới Tết á, sân bay Tân Sơn Nhất á, rất là nhiều người. Cái đó quay nè, coi nè, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người luôn nè. Người ta còn có quê hương để về, còn mày là mãi muôn đời kiếp lưu vong rồi đó. Thôi kệ. Tôi đến sân bay Na Uy tôi đi cũng được, tôi qua sân bay của mấy nước khác cũng không được, không sao hết trơn, không có gì hết. Nhưng mà bây giờ á, là những cái người Việt đó đó, họ đứng họ xếp hàng chú lãnh sự quán của Mỹ á. Bây giờ trong cái đầu của họ là bị học bởi cái gì? Bởi Việt Cộng nó muốn là ôi Mỹ xâm lược đất nước Việt Nam, không lính Việt Nam Cộng Hòa đã rước Mỹ vào để mà xâm lược. Ủa rồi ngày hôm nay tự nhiên bây giờ nếu mà nói người ta là rước Mỹ vào xâm lược Việt Nam, ok, gieo cho người ta cái tiếng đó cũng được, ok đi, ok. Nhưng mà bây giờ mình chống Mỹ mà, phải không? Mình chống Mỹ, mình kêu gọi toàn dân đứng lên chống Mỹ, đuổi Mỹ. Và mình nói gì? Chính là gì? Chính đảng Cộng sản, không? Chính Việt Cộng, Cộng sản Bắc Việt đã có công trong việc đánh đuổi Mỹ xâm lược. Vậy chứ hình ảnh này là hình ảnh gì? 48 năm rồi đó, mới đây luôn, video mới quay có 1 tiếng đồng hồ chứ nhiêu. Tôi lấy xuống, mới đưa lên á. Ủa làm sao? Nếu mà mình đã nói là chống Mỹ, Mỹ xâm lược, Mỹ xấu, không ai đứng trước lãnh sự quán để mà chờ cái kiểu này, quá trời đông luôn. Đi đến lãnh sự quán của Mỹ để chờ xin phỏng vấn, có nghĩa là đi ra khỏi Việt Nam đó, đi đến một cái đất nước mà lịch sử nói rằng cái nước đó xâm lược á, mà đông dữ vậy. Đừng có đi. Bây giờ đó, đảng Cộng sản, đảng viên Cộng sản đó, rời quốc hội đi, đừng ngồi trong đó nữa, chạy lại ngay chỗ lãnh sự quán ở Sài Gòn nè, lãnh sự quán của Hồ Chí Minh đó, chặn cái dòng người này lại đi, đừng cho họ đi. Tại vì họ qua Mỹ là họ qua cái quốc gia mà xâm lược Việt Nam á, không chừng mấy người này đi qua bên Mỹ á lại cổng rắn cắn gà nhà nữa cho coi. Tại bây giờ nói là tổng thống Ngô Đình Diệm cổng rắn cắn gà nhà là đưa Pháp, đưa Mỹ trở về, đưa Mỹ qua Việt Nam phải không? Mấy người này á mà Việt Cộng không chịu chặn họ lại đó, họ rác hỏng quá, là họ đi qua bên Mỹ, họ đưa lính Mỹ, họ đưa người Mỹ về Việt Nam giải phóng lần nữa đó nha. Quên lộn, đưa Mỹ đi về Việt Nam xâm lược lần nữa là mệt lắm à. Chặn lại đi, đừng cho họ đi. Nói họ, tuyên truyền bằng mọi cách, ngày xưa tuyên truyền được mà giờ tuyên truyền tiếp đi. Lại nói với họ đừng có đi. Giống như cái đợt năm 1954 vậy, 1 triệu người ở ngoài miền Bắc đi vô trong miền Nam á, tuyên truyền với người ta là đừng có đi vô trong đó, lính Mỹ ăn thịt người đó. Cái tàu há mồm nó ngậm miệng lại, nó ngậm lại nuốt luôn á, cho người ta không dám đi trong miền Nam để mình đi di cư vào trong đó. Thì giờ cũng dùng cái chiến thuật mà gọi là tuyên truyền đó đi, để cản cái lớp người này đang đi qua Mỹ đó, tuyên truyền tiếp đi để họ đừng có đi. Tại vì đi là nguy cơ lắm, cứ mỗi một người như vậy mà họ có bạn bè 5-10 người Mỹ,
họ đưa về Việt Nam là mệt lắm, mất công lại đẩy người dân vô cuộc chiến tranh chống Mỹ lần thứ hai nữa. Người dân đã trải qua mấy chục năm là chống Mỹ mệt mỏi rồi, giờ cuộc sống thanh bình là để cho người dân bình yên đi, đừng có để cho mấy người này qua bên Mỹ rồi bắt tay với giặc này kia nọ để đưa Mỹ về nữa, nghe không? Thùy Dương nói vậy có hợp lý không bà con? Mình đã nói với người dân rồi, cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược, phải không? Bà con đồng ý không? Đây là cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược hay là cuộc nội chiến? Đây là cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược mà mình cần phải loại trừ, mình phải đẩy hết, mình cần phải tiêu trừ, phải tiêu diệt những cái văn hóa của Mỹ, những cái văn hóa tư bản, đúng không? Đó, cho nên là những cái gì mà liên quan tới tư bản như Mỹ là cần phải loại bỏ, không, ngăn chặn liền, đừng cho họ tiếp xúc với Mỹ, cản liền, ngăn chặn liền lập tức. Cứ bao nhiêu đây người là họ sẽ gì cổng rắn cắn gà nhà, họ sẽ đẩy người dân Việt Nam tới cái chỗ cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược lần nữa. Người dân yêu hòa bình, ghét chiến tranh, cho nên cản những người này lại đi, đừng cho những người này đi nữa, ra cản liền, tuyên truyền liền, giống như cái đợt năm 1954 vậy đó, mình tuyên truyền vậy đó, mình làm đi, hiệu quả lắm. Ngày xưa tới bây giờ cái miệng của Việt Cộng cũng vậy đó, thì ngày xưa làm như thế đó thì bây giờ cũng làm y chang đi, cản họ lợi đi. Chứ 48 năm rồi mình đã gì, đã đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam rồi, bây giờ lại để cho mấy cái người này lại đi qua bên Mỹ, lại kéo Mỹ về, đâu có được, không có được, thấy không? Họ bây giờ là họ đi là chắc chắn họ sẽ đưa Mỹ về trở lại, nguy hiểm lắm. Cho nên bà con cùng với Thùy Dương với lại mấy người ở Việt Nam đó, chúng ta lại hàng ngày đi ra phía trước mà tòa lãnh sự quán của Mỹ á, là nói với những người này là đừng có đi nữa, đi qua bên Mỹ như vậy á, là không khéo lại có cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược lần thứ hai. Tụi tôi yêu hòa bình, ghét chiến tranh lắm, mấy ông mấy bà đừng có tiếp tay nữa để mà dẫn tới cái cuộc chiến tranh nữa, tụi tôi sợ súng đạn lắm rồi. Làm vậy đi bà con, mới hát xong bài hát Dàm Cỏ Đông đó, đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng mà, phải không? Ừ, chứ mấy người đi đâu, mấy người đi qua Mỹ làm gì, Mỹ không có gì để làm hết trơn á, không, Mỹ bên đó người ta có người ở nhiều quốc gia khác tới rồi, không có cần gì mấy người này hết đó. Mấy người này qua rồi mất công tạo mối quan hệ rồi lại gây thù địch thù địch gì nữa, mất công lắm. Ừ, tôi mà ở bên Việt Nam cũng tôi cũng chạy là tôi cản, tôi làm truyền đơn, tôi rải truyền đơn, không phải nhớ rằng là 48 năm trước đó, ông cha ta đã có công gì đánh đuổi đế quốc Mỹ rồi, giờ đừng có đi quên nó, ở lại đi, đừng có đi, làm gì mà đi đông vậy, đi đông quá trời quá đất luôn hả? Tôi sợ chiến tranh, không, chiến tranh Mỹ xâm lược họ chết chóc đau thương lắm rồi, nhờ bác nhờ đảng đó, hôm nay độc lập rồi. Ừ, đi qua Mỹ chơi, ở lại Việt Nam đi, chung tay xây dựng tổ quốc, xây dựng đất nước. Tụi yêu luận viên nó nói vậy đó, mấy người này giờ Việt Nam hả hòa bình rồi, người ta ở lại Việt Nam chung tay xây dựng đất nước, còn tụi bay chỉ có nước chống phá thôi. Cản lợi liền, cản lợi liền nha hôn.